Rồi, ok. Tập trước chúng ta đã chơi qua được cái đánh cái con thần chó, mình không biết con gì nhưng đã cái nó là thần lửa ấy. Thì tập này chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình tiếp theo. Để xem nào. Đến rồi đây. Cái gì đấy mẹ vừa mới vào đấy đó, có tiếng nhạc rồi. Quái vật ở đâu vậy? Chắc hướng này chứ đâu. Đâu, quá đó đâu nhỉ? À từ từ, chỗ kia để chốc tính sau, bây giờ đánh bọn này đã. Lên đấy. Mình định bảo đây là tắt cái chế độ tự động đi nhưng mà thôi, cứ để này đi. Chịu khó tập làm quan vậy, không chiến nó hơi ngu một tí nhưng mà thôi, cứ chơi này đi. Và thêm một cái nữa là mình nhầm lẫn một chút. À, cái chế độ mình đang chơi nó chưa phải là chế độ khó nhất. Có một bạn bình luận ở cái video trước đó là đây chỉ là chế độ nhiều quái thôi chứ cũng chưa khó, nhưng mà thôi chơi thế này thôi cũng không nhất thiết là phải khó hơn nữa đâu, vì chính là chơi như thế này nó bị phá vỡ đi cái cốt truyện của game mất rồi. Như tập trước có mấy cái thằng thần thánh nhẽ nó còn ra mặc áo giáp nó ra đánh nhau như thế nó đéo thật để đéo vui. Đoạn này à, cái đoạn trèo trèo nhảy nhảy là mình nhớ là có cái ngọc màu xanh, thực ra bây giờ mình cũng chả cần đâu nhưng mà tính thích gọi là chết. Ôi bỏ mẹ chết. Rồi. Không phải ngọc xanh, mới chỉ là à đâu ngọc xanh trên này thật. Bây giờ phải tìm cách lên được trên đấy cơ. Chết rồi. Lên rồi đéo rồi nhỉ? Mình không cần cái kia đâu, mình thích chinh phục thử thách cơ. Nào, một phát này. Oh yeah. Oh đất. Lại còn phải di chuyển nữa cơ. Đó, lên này. Oh shit. Ơ thế đéo nào. Mày đùa tao à? Về đây đứng đã. Ôi chết rồi. Giời ơi. Ôi rồi. Khó chịu nhỉ. Này thì thích chinh phục thử thách này mẹ. Cố lên ạ. Lại nào. Cố gắng bình tĩnh. Ơ con mẹ nó. Đéo thể nào bỏ cuộc kiểu đấy được. Để chấp mình ăn được cơ mà nhỉ. Game vô lý vào là rõ ràng ăn từng ăn được rồi mà tại sao bây giờ lại chịu khuất phục một cách ngớ ngẩn như thế này. Đừng. Giời ơi là giời ơi. Nốt lần này nhé, không được thì thôi, mình cũng không muốn làm mất thời gian của mọi người đâu. Mà oh đẹp. Thôi đéo đấy nữa, đi. Đã nói là làm. Mấy con này hơi khó chịu rồi đấy. Cũng may là tự nhiên mình được bonus thêm mấy cái điểm để mình hồi các kiểu đi các bạn rất là mệt, mày đánh nhau các không nói được cái gì luôn, hoảng quá. Tốt. Oh shit. Đừng ngoái vào tao. Chưa tôi. Mẹ một con còn chơi được chứ. Từng đây con này chơi thấy đau rồi.
Tỉnh lắm. Đẹp con mợ. Mày ra đây. Chết cụ mày đi nhá. Rồi, Vista. Một tí máu. Đéo có cái tác dụng gì không nhưng mà thôi cứ ăn cái đã. Cái đoạn vừa rồi chỉ là chuyển giao thôi. Đéo cần tiền đâu nhưng mà nhìn chẳng lẽ không ăn. Mù mịt quá, mình ghét cái đoạn này. Hôm nay đêm trăng tròn à. Mấy cái cột phá được không ta? Hình như có những cái cột phá được cơ. Đấy, như cột này chẳng hạn. Ăn tí máu. Nhầm rồi. Rồi, à, nháy xong là phải giữ. Đấy, kiểu đấy. Giữ tiến, nháy hai lần tiến nhưng mà lần thứ hai là phải giữ chặt. Rồi ấn chém thì nó mới lao lên phía trước. Ôi giời, cái gì đấy? À, đã sập cầu đấy. Sau này Dante trở về là đi... À chết mẹ, mình lộ mẹ nội dung game mất rồi. Nói chung sau này Dante, mình được cái Dante đi ngược lại với đoạn đường của Nero đi luôn. Trắng vai sạc gầu vui nên nào các bạn ơi. Những cái con này đánh khổ, đánh mệt lắm luôn ấy, cứ phải ngoáy 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 nó. Để xuống đây. Thích đóng băng à? Quẩy lên nào. Ngoáy. Ui tôi đông thế này. Ui dồi ôi, ui dồi. Ngoáy, 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 ngoáy. Ui dồi ôi, mẹ bố băng tuyết bắn kinh hồn. Ra 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 ra, thoát ra thoát ra thoát ra. Rồi ôi. Chắc là chơi lại chế độ normal thôi chứ mẹ chơi này bố ai mà sống được. Chết rồi, có item gì tăng máu không đây? Dùng tạm cái này vậy. Một tí. Ui dồi ui dồi ui dồi ui dồi. Ui dồi, mẹ tứ phía thế này. Ít ra phải giết bớt vài con cơ. Ui sổi hồi mẹ ơi. Đéo chơi được luôn ấy. Ui sổi. Nhẹ đánh thằng này thằng kia nó úp. Khó kinh hồn ấy. Mình đéo thích mấy cái con băng này đâu. Nó nhanh mà nó còn tê lê nữa chứ. Ui dồi ui dồi ui dồi, nè. Bắn mẹ mày đi, úp đi mẹ. Đéo né hết được. Khéo chết ở đây mất thôi. Có máu không? Rồi ơi có máu không? Đéo có máu.
Bớt rồi, bớt rồi đấy. Đáp vào thằng kia. Nó đi làm gì, còn thằng nào nữa không? Tốt rồi, cuối cùng giết được. Quả như là thoát rồi, còn đéo nữa. Quả này gặp cheat rồi. Quả này gặp cheat. Cheat hay lady nhỉ? À cheat. Đấy, lướt tốt rồi. Cheat trong game này ngon vãi đái. Ngon hơn cả lady. Cheat thì là nhân vật mới, còn lady thì nếu mà ai chơi bản Devil May Cry 3 rồi thì sẽ biết. Cheat đấy, luôn đóng vai một trong thành viên của hội diệt quỷ, mặc áo trắng này, nhưng thực sự thì đó là đội của đệ trong cái nhóm Devil May Cry của Dante, công ty diệt quỷ. Trong cái bộ dạng này người tuy ngon nhưng mà da hơi tối màu, mình nhìn mình không thích cái nước da này cho lắm. Đánh nhau lại cứ phải toạc háng ra mới đánh nhau được. Cơ bẹn có vẻ tốt. Đánh nhau là cứ phải kinh. Tuy là tay cầm dao nhưng mà cước cũng rất là kinh khủng ấy. Dùng chân rất là nhiều. Cái bếp guốc có lắp cái gì không? Xả súng cứu giúp người đẹp này. Hội order giả dạng thôi mà, có phải người hộ order thật đâu. Người mới đéo bắt tay. Mẹ giấu dao khéo thế, thế ai mà lấy được. Ngại ngại. Sochi wa anta ni makaseru yo. Ore ni wa betsu no nimmu ga aru monde ne. Để truy đuổi Dante. Kami no gokago ga arimasu yo. Đoạn này Nero vẫn chưa biết gì cả, chỉ biết là đi tìm Dante thôi. Trong cái tâm thế của Nero lúc này thì là Dante với cả bọn quỷ này nó vẫn mập mờ, chưa rõ gì cả nên cứ đi theo. Mấy cái ngóc này không có cái đéo gì không kìa. Chả có cái gì cả. Toàn bộ cái mission này thì chất là chỉ là cái hành trình để chúng ta phá được đường để đi ra thôi. Nó không có gì đặc sắc cả. Chưa có boss ở đây ngay đâu. Không thể phá hủy cái quan tài, chúng ta sẽ phải dùng cái ở bên trên phá xuống. Bây giờ chúng ta tìm đường đi đã. À đúng rồi, phải có cái chức năng mà phá, gọi là quên chính dùng cái con gụ ấy để phá cái quan tài ấy. Và đây hành trình này hơi bị san nan này, mẹ nhiều quái đéo chịu được. Mẹ đã có chó luôn rồi, mấy con chó này. Đệt, mẹ con nó bắn từ xa luôn ạ. Mày thích nghe không?
Ui dồi, nó nổ. Chết cụ mày đi. Cần phải đi kiếm cái sức mạnh mà có thể xoay xoay được con gụ ấy đã. Đủ mẹ, đoạn này đi khó lắm đây này. Đoạn này đi khó cực kỳ luôn má ơi. Mẹ, đã có cái bọn dao bay rồi. Nếu cái đoạn dao bay là phải đánh cái thằng mà to con béo béo ra đang ngong ngăm. Lúc mà mình kiếm được cái thanh kiếm Yamato ấy, thì mới gặp cái bọn này cơ. Bây giờ đã gặp rồi. Chết rồi, quên không có máu. Còn mẹ nó. Cứ thỉnh thoảng là phải né né né. Chết rồi, phí cái quả ghia quá. Mày quá, có máu rồi. Từ từ, có cái kiếm đang lao đến, hay quá. Đẩy từ xa. Ui xồi ôi. Mày đâu. Tóm khó thế nhỉ. Lướt. Chạy. Có thằng nào? Hết rồi đúng không? Xong rồi. Tí nữa mà chạy nhá mẹ. Cái quả này nó bay bay nhảy nhảy này mà toạch ấy, là rơi xuống đánh lại cái bọn này. Khổ kinh hồn luôn. Có một cái khoảng thời gian mình chơi hồi đấy chỉ chơi phần dễ normal bình thường thôi, mẹ bà nó rơi xuống đánh mấy lần liền, kiếm được bao nhiêu là được tiền luôn, rất là nhiều tiền. Đâu à, phải phá được đã. À đâu, đây chính là đoạn bay nhảy ở đây. Đây chính là đoạn bay nhảy ở đây. Mẹ nó còn bay đâu, cái kiểu nhập nhằng này nữa cơ. Cái màn này chơi như giải đố quá là nhiều luôn đấy. Đúng không đêm nhỉ? Tựa này. Tôi chưa xong rồi, nhảy cao quá. Mẹ đánh nhau lại rồi, mẹ lại một đống dao kiếm. Không biết mẹ chơi phần khó này nó có nhiều dao kiếm như vừa nãy không. Ui đi mẹ, easy không ạ? Ui có con to hơn nữa chứ. Lại bọn chó này nữa chứ. Nó có biết né cơ không ạ? Dead. Con bà mày.
bắn. Đập vào tường, đập vào tường, đập vào tường. Lôn vào tường luôn. Tránh 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 tránh, dao nó rơi. Cẩn thận dao nó rơi vỡ mồm. Đâu, dao đâu? Đéo thấy dao rơi đâu. Trời ơi, mẹ ạ, mấy tôi phải đi lại đoạn này bao nhiêu lần nữa đấy. Chính là càng bị áp lực như thế đi nó càng khó nhưng nó càng dễ toay. Đẹt. Vội quá. Lại nữa, không biết đợt này là bọn gì. Vẫn là chó. Sợ cái con chó này thế biết. Ui dồi, đéo nhai hết được. Mày nhá. Shit. Chó đâu, con chó đâu, con chó đâu. Con chó chết rồi, hay quá, quả cuối cùng rồi thôi. Ok. Hình như nó cũng bớt bớt đi rồi đấy. Nơi để cho người chơi đỡ nản hay sao, nó bớt đi nhiều lắm rồi. Cái gì ấy? À đấy, con dao nó rơi đấy, tiếng vỡ đấy. Ngoài quá mẹ, chạm vào cái gai nhưng vẫn còn sống. Từ từ này, biến mất. Lại một lần nữa. Oh shit. Mẹ bà, mẹ mày. Khổ chứ, kìa biết thế chọn cái skill. À chọn cái skin mà có thanh kiếm Yamato luôn đi. Đó hình như không còn con to nữa, còn mấy con chó nữa. Ui xổi ôi. Mẹ. Kéo chết giờ đây chứ lại. Thôi bỏ mẹ tôi rồi. Thôi bỏ mẹ tôi rồi. Đéo có máu luôn không ạ? Giết đi, có máu đi mà. Đéo có máu. Sao giết không có máu? Rồi ôi, không có máu. Làm gì bây giờ? Đi đâu để mua máu bây giờ đấy? Không được, quay lại đoạn đấy thì chết. Quay lại đoạn đấy là chết. Là chết. Rồi ôi, mình chơi kém quá. Nhảy quá, cái náy mà không xong nữa. Làm ăn mẹ cho đời đấy rồi. Tạm tạm. Một, hai, ba. Rồi. Nốt phát cuối này. Nốt phát cuối này. Ok. Ui đấy, tự nhiên áp lực cũng tốt đấy chứ hả. Rồi, giờ sao? Giờ chỉ có trong này chỉ có chết thôi chứ làm đéo cho đời. Rồi ơi, tôi chết rồi. Đừng có đánh nhau nhá, đừng có quái đi nhá.
có cái gì đó mua máu hay là làm cái gì đó. Ôi chết thôi, bị chặn thôi, bắt buộc phải đi đường kia à. Không có chỗ mua máu à, rồi ơi. Tôi nhiều tiền lắm. Diệp nhiều tiền kinh hồn. Ê, từ từ cái gương này. Xem có cái gì trong này không nào. Ôi chết rồi, tường này tường. Đây là cái bức tường hình như ở dưới mới là cái ngăn có đồ bí mật cơ. Giờ tiền làm đéo rồi. Đéo có chỗ mua bán gì cả. Ôi đừng. Đừng có địch. À đoạn này là lấy được cái găng tay thì phải. Ôi chưa mẹ ơi, đoạn ngoài kia đánh nhau. Chết tôi rồi, thôi xong rồi. Ngoài này đánh nhau kinh hồn. Bỏ mẹ tôi rồi. Chạy được không đây? Không biết có trốn được không đây này. Dưới này chắc chắn là có máu chứ hả? Cái đấy đánh vào Dante. Rồi ra đây ăn tí tiền đi. Mình cục máu này. Hay ho. Đi. Yeah. Đéo cằn nhằn nhiều cắn mẹ phát á. Sau đó chúng ta đến đoạn tiếp theo lại là gặp cái sảnh chạy thẳng luôn. Cái này chỉ là cái Dante thôi. Sức mạnh của bạn đi, mẹ của bạn chữ nó méo mó quá. Sức mạnh của ngươi không thể dùng nơi đây, bàn tay khác mới có định mệnh này. Chính là bàn tay của Dante. Bàn tay của Dante. Chạy thẳng nhá. Giờ chơi bà chuồn là thượng sách thôi. Đéo có anh hùng có con mẹ dưới đây cả. Hết máu rồi. Cái gì kia? Holy Water, đối phó với quỷ dữ, gây sát thương kẻ địch đứng gần. Mở ra. Đúng thật, game này bây giờ chỉ có chạy thôi vì mình đâu có cần farm điểm đâu nhỉ. Mọi thứ đã được mở. Từ từ đã. À, vào được này. Kéo dài máu. Giờ đường thông rồi đấy. Mình nhớ là lúc cái lúc trước khi mà gặp cái phòng mà có cái để đấm xoay xoay ấy, thì chúng ta sẽ thôi chết cha tôi rồi, đã đánh nhau rồi. Máu thì đánh nhau đéo gì. Chúng ta sẽ có đoạn mua đồ nhưng mà đéo phải ở chỗ này. Mấy con này phiền lắm cơ. Ui dồi ôi, mẹ gần chết luôn ạ. Thôi mình chết chắc rồi. Ui có máu tốt rồi. Shit. Ngoáy lên. Tẩy cho quẩy cho chúng nó tơi bời hoa lá đi. Nhảy cái kiếm nó đang đâm. Ít mẹ nhảy đéo kịp. Phì rào chết mẹ mày này. Hay quá, mẹ mấy con dao này, mấy cái con
phi ra là nó nhiều máu kinh hồn. Oh shit. Ui ui, nè 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 nè. Shit. Đâm chết mẹ mà này. Cố gắng cố gắng. Mọi chuyện sẽ được thành công. Chúng ta sẽ thành công sớm thôi. Chơi của này khổ thật đấy. Mình nghĩ là ở video sau mình sẽ đổi chế độ chơi thôi, chứ cái như thế này rất là khổ. Hoặc không thì cũng thử mua thật là nhiều máu đi, vì giờ nhiều tiền rồi mà. Skill up xem có cái gì để tắp không. À, nâng cấp thành cánh tay quỷ kéo dài hơn như gì. Mua ngay thôi. Giờ mình gọi là cũng chả có gì ngoài điều kiện cả. Mua cả ngọc để hồi sinh. À thôi, có đủ rồi. 3 mạng thôi mà. Mắc luôn đi. Ủa chết cha, hết bá tiền rồi. Được rồi, đi tiếp. Sau này mình cày kiếm sau. À, bây giờ thì vào đây. Đánh nhau với đoạn này cũng căng ấy. Đây sẽ là lần đầu tiên trong nội dung game, là đầu tiên mình gặp cái thằng lính mà mặc giáp, mà nó có cái lưỡi thương ấy, có khiên các kiểu ấy. Nhưng mà mẹ cái tập 1 ở cái phòng nhà kho đầu tiên mình đã gặp thằng này. Có lẽ là thực ra mình cũng không phải là ngại khó đâu, nhưng mà làm cho game nó mất cái tính hay đấy. Mẹ giờ gặp cái thằng này đang câu chuyện nó đang lạ lùng, không hiểu thằng này thằng gì. Nhưng mà cuối cùng ở đoạn đầu game đã gặp nó rồi. Nó làm mất cái câu chuyện game. Kiểu như bây giờ đang gặp tưởng đây là thằng lính của Order ấy, nhưng hóa ra bọn Order bây giờ thành theo phe quỷ hết rồi. Đang không biết mà. Xiên, mình rất thích cái kiểu mà cầm ngay cái lưỡi thương của nó để... Ui! Dùng sách! Bắn bỏ mẹ đi thôi. Tàn hết cả sách vở rồi. Vâng, trong câu chuyện có mỗi mình nó mà chốc đoạn này chắc chắn sẽ ra một đống rổ luôn, nhưng mà xem. Đẹp con mợ mày. Đồng thế. Thằng này. Né. Chan những cái đéo gì nữa. Úi dồi ôi. Lại có khiến thế này mẹ. Đã có khiến là có đông nữa chứ. Bố ai mà chơi được. Nước thánh. Chết hết đi. Để chơi cái bài chống cháy này vậy thôi chứ biết làm sao. Tan biến. Lính hộ vệ à? Tất cả giờ theo phe quỷ hết rồi. Ơ đoạn này lỗi à? Lỗi phông này. Thôi chết cha rồi, sao này? Còn việt hóa không đây? Úi chà. Nào, giờ lấy cái chức năng gọi là sao nhỉ? Đấm để xoay con gụ.
con gụ của chúng ta đấy, để trên mục đích của chúng ta để đi ra khỏi cái nhà thờ này. Con gụ phá quan tài. Ok, cũng hết được cái chapter này rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở mission sau. Lúc đó có lẽ mình sẽ chọn cái chế độ chơi khác thôi. Chơi này nó nản lắm, nó không còn được cái sự thích thú trong cảm nhận cốt truyện nữa. Đánh nhau mẹ đau tay đau chịu được. Không phải mình nản đâu, nhưng mà mình muốn ghi hình cho nó hoàn hảo một tí, chứ như hôm nay nó hơi cùi. Ok, hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.